chiều tối nay, ngày 21 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng cầu đầu một đường dây tổ chức đánh bạc với số tiền cá cược đã thực hiện hơn 1.000 tỷ đồng. Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Huỳnh Văn Đợi, sinh năm 1966, Trần Đình Bá, sinh năm 1958, cùng trú quận Hải Châu, và Đoàn Trọng, sinh năm 1965, trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Nguyễn Huỳnh Văn Đợi đã nhận tài khoản tổng từ các đối tượng ngoại tỉnh, sau đó phân thành nhiều tài khoản nhỏ rồi cùng bá và trọng tổ chức cá độ các trận bóng đá trong nước và quốc tế. Trong thời gian Euro 2024 đang diễn ra sôi nổi tại sân cỏ châu Âu, đường dây này càng thu hút sự tham gia của các con bạc. Tuy nhiên, hoạt động của các đối tượng đã bị đội cảnh sát hình sự công an quận Hải Châu cùng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an thành phố Đà Nẵng đưa vào tầm ngắm. Với sự hỗ trợ của Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, các trinh sát đã nỗ lực xâm nhập, thu thập các thông tin, tài liệu có liên quan đến hoạt động của nhóm đối tượng tội phạm. Tối ngày 20 tháng 6, nhận thấy thời điểm đã chín mùi, lực lượng công an quận Hải Châu và Phòng An ninh mạng và Phòng, Chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng đồng loạt tiến hành đột kích nhiều địa điểm, bắt quả tang nhiều đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Qua khám xét, lực lượng phối hợp đã thu giữ hơn 15.000 trang tài liệu thể hiện số tiền cá cược hơn 1.000 tỷ đồng cùng gần 240 triệu đồng tiền mặt. Ngay sau đó, Công an quận Hải Châu cùng Phòng An ninh mạng và Phòng Chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng đã cử một tổ công tác vào miền Nam phối hợp với công an thành phố hồ chí minh bắt giữ hai đối tượng có vai trò là nhà cung cấp tài khoản tổng cho nguyễn huỳnh văn đợi vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra